Sau đây là video hướng dẫn cách reset của dòng máy Canon G2010 nha. Để reset cho nó, trước tiên chúng ta phải vào được chế độ reset cho nó nha. Đây, dòng máy Canon G2010 đây. Đối với dòng này thường là nếu chúng ta bản firmware cũ thì chúng ta bấm theo cái cũ nha. Nếu như bấm không được chúng ta phải vào chế độ update của nó nha, update để chúng ta update nó rồi chúng ta mới bấm được nha. Để vào chế độ reset của nó chúng ta làm như sau. Thì chúng ta giữ phím stop nha. Nếu máy chúng ta update rồi thì chúng ta bấm theo cái cũ thôi. Giữ phím stop xong chúng ta giữ nút nguồn nha. Rồi, xong chúng ta thả nút nguồn ra, chúng ta bấm phím stop 5 cái nha. 1 2 3 4 5. Rồi, xong chúng ta thả tay ra nha. Rồi, nó sẽ chớp chớp cái đèn nguồn đó, nó vào chế độ reset cho chúng ta nha. Nếu chúng ta bấm không được thì chúng ta phải update firmware nha. Tôi có để số điện thoại của công ty mà nó update firmware bên dưới rồi nó họ reset cho. Này reset chỉ có 100 ngàn thôi. Còn phần mềm vĩnh viễn thì tầm 150-200 tỷ lúc nha. Nếu mọi người lên đó mọi người update firmware đó là nó vào được chế độ reset nha. Đó. Nó vào được chế độ reset của chúng ta thôi. Rồi để reset chúng ta phải cài cái phần mềm quick reset vô nha. Chúng ta phải cài cái phần mềm quick reset chưa? Rồi chúng ta phải cài cái phần mềm. Chúng ta lên Google á. Google chúng ta tải cái phần mềm quick reset đi. Tức là muốn reset một lần thì chúng ta muốn tải cái phần mềm quick reset nha. Quick reset nha. Chúng ta vô cái quick reset. Rồi chúng ta bấm download. Rồi bấm OK. Rồi xong đi. Đau về xong rồi chúng ta tiến hành cài đặt cho nó nha. Ta tiến hành cài đặt cho nó. Mở nha. Có bài sát. Nhé. Tại khai là bấm bình thường luôn. Bấm finish nữa. Rồi chúng ta tải xong rồi chúng ta. Chúng ta mở phần mềm lên nha, quick reset ra. Sau khi chúng ta vào chế độ reset thì chúng ta mở phần mềm lên. Đối với dòng máy này chúng ta update firmware thì chúng ta bấm vậy xong chúng ta vào chế độ reset nha. Mọi người muốn liên hệ reset thì liên hệ số điện thoại bên dưới á, cái gì họ hướng dẫn họ update rồi họ làm cho từ A đến Z là 3 phút là xong á. Mọi người coi theo đó là làm rồi. Thì cái này là G2010 đang vào chế độ reset nha. Rồi chúng ta bấm muốn chúng ta đọc dữ liệu nó chúng ta bấm reset. Rồi đây là G2010 này, số seri này thấy không? G2010 số seri này. Đó. Seri là KLX này, mọi người muốn chạy kiểm tra cái men rồi bấm vô đây đó là G2010. Này. Chúng ta muốn reset thì chúng ta bấm vô clear water counter nha, bấm vô clear water counter. Rồi nó hỏi chúng ta chắc chắn là lỗi 5B00 hay không này. Rồi cáp USB tốt rồi tất cả này, cáp good này, rất good quality này. Rồi chúng ta đồng ý mấy cái lỗi này chúng ta bấm Z. Sau khi bấm Z chúng ta nhập 16 ký tự vô đây. Để chúng ta bấm vô reset cái lời xong. Chúng ta sẽ nhập 16 ký tự vào. Chúng ta nhập 16 ký tự nó vào là chúng ta bấm OK xong. Giờ chúng ta bấm 16 ký tự. Mọi người muốn mua khay reset thì mọi người bấm vô đó mua về chúng ta reset thôi. Phần mềm vĩnh viễn thì từ 150-200 thôi. Còn khay reset thì tầm 100 ngàn thôi nha. Người bấm vô đó là reset thôi, đơn giản, dễ hiểu nữa, nhanh nữa. Người có vấn đề gì không hiểu thì comment phía dưới hoặc là liên hệ số điện thoại bên đó, người ta reset cho người ta làm xíu nha. Người ta gửi thay luôn, qua luôn, người ta làm qua TeamView cho view luôn. Giá gì có 100 ngàn thôi. Rồi mọi người có gì không hiểu thì comment rồi mình hướng dẫn nha.
nhưng mà nó vào đi rồi reset nè. Còn mình phía dưới cái gì mình hướng dẫn đâu. Cảm ơn mọi người đã xem. Mọi người xem được video, mọi người bấm đăng ký kênh giùm mình nhé. Có gì mình sẽ làm mấy cái video để hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng luôn nha. Cái video tiếp theo là hướng dẫn cách in ảnh cho đẹp và bền cho dòng máy Canon G2010 nha.